Đêm ngày 23 tháng 7, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông Cát Lái, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hai ô tô vi phạm luật giao thông, tài xế tự ý rời khỏi hiện trường. Được biết tài xế ô tô này đã cố thủ nhiều giờ đồng hồ trong xe vì sợ mất tiền tỷ. Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang làm nhiệm vụ trên xa lộ Hà Nội, đoạn qua cầu Sài Gòn quận 2 thì phát hiện hai ô tô có dấu hiệu vi phạm giao thông nên chặn lại kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, hai tài xế không hợp tác, cố thủ trên xe nhiều giờ đồng hồ rồi bất ngờ mở cửa rời khỏi hiện trường. Một chiến sĩ cảnh sát giao thông cho hay, khi bị yêu cầu xuống làm việc, tài xế ô tô hiệu Mercedes còn nói là xe mua tiền tỷ, nếu xuống thì mất ai đền. Thấy hai tài xế tự ý bỏ đi, chúng tôi buộc phải niêm phong ô tô rồi điều động xe cẩu đi, di chuyển về đội cảnh sát giao thông Cát Lái, chờ xử lý sau. Đương nhiên người đàn ông này sẽ phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Tuy nhiên thì mọi người nghĩ sao về vấn đề anh chàng cố thủ trong xe vì sợ mất tiền tỷ? Hãy cùng chia sẻ cùng với Sinh Mệnh TV nhé!